Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo đài CNN, những ngày qua mỗi ngày đều có từng dòng người ở Bắc Dải Gaza sơ tán xuống phía Nam. Làn sóng sơ tán diễn ra trong bối cảnh Israel tăng cường không kích và đẩy mạnh tấn công trên bộ ở Dải Gaza. Dòng người sơ tán chủ yếu đi bộ xuống phía Nam thông qua đường Salah Eddin, một trong hai đường cao tốc nối Bắc với Nam Dải Gaza. Đây là hành lang sơ tán được lực lượng phòng vệ Israel công bố. Theo ghi nhận của CNN, trong dòng người sơ tán có rất nhiều phụ nữ, trẻ em, người già và người khuyết tật. Liên Hợp Quốc ghi nhận, trong ngày 5 tháng 11, có tới 2.000 người từ phía Bắc sơ tán xuống phía Nam Dải Gaza. Con số này tăng lên 15.000 người vào ngày 7 tháng 11. Theo con số mà chính phủ Israel đưa ra trong ngày 8 tháng 11, thì đã có tới 50.000 người đã đi qua hành lang sơ tán Bắc Nam trong Dải Gaza. Trả lời đài CNN, một người đàn ông sơ tán xuống phía Nam Dải Gaza cho biết, ông và những người hàng xóm đã trải qua những ngày kinh hoàng. Ông cho hay, họ đã rời bỏ nhà cửa ở phía Bắc Gaza và sơ tán nhiều lần nhưng không thể thoát khỏi các cuộc không kích. Ông cho hay, Israel thả truyền đơn ra lệnh cho họ rời đi, đến khu vực được cho là an toàn. Bây giờ chúng tôi đã đến khu vực mà họ nói và chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng bom. Không có nơi nào ở Dải Gaza là an toàn, ông nói thêm. Ông cho biết nhóm sơ tán của ông có 7 gia đình và tất cả nhà cửa của những gia đình này đều bị phá hủy. Không có gì còn lại, chúng tôi không thể mang theo bất cứ thứ gì, không quần áo, không nước, không gì cả. Đường đến đây rất khó khăn, nếu có vật gì rơi xuống, bạn không được phép nhặt lên, bạn không được phép chậm lại, ông cho hay. Cô Bara cho biết cô đã đi bộ rất lâu để tìm nơi trú ẩn an toàn. Cô nói chúng tôi đi ngang qua những xác người, chúng tôi đi bên cạnh xe tăng, trẻ em rất mệt mỏi vì thiếu nước. Đài CNN cũng dẫn lời một người phụ nữ đề nghị được giấu tên cho hay, không ai quan tâm đến chúng tôi, có lẽ bây giờ chúng tôi đã an toàn, nhưng tôi không chắc về những người vẫn còn ở phía sau. Tôi không biết gia đình tôi ở đâu, anh chị em tôi ở phía sau tôi, vì sợ hãi tôi không thể nhìn về phía sau, không dám nhìn trái, nhìn phải. Chúng tôi chứng kiến cái chết trên đường đi, xác chết, sự tàn phá khắp nơi. Theo hãng tin Reuters Anh, quân đội Israel tuyên bố tấn công khoảng 600 mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza trong những ngày qua khi tiếp tục mở rộng chiến dịch trên bộ tại vùng lãnh thổ này. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tiêu diệt hàng chục tay súng cố thủ trong các tòa nhà, đường hầm và cố gắng tấn công các binh sĩ, quân đội Israel cho biết. Truyền thông Palestine cho biết các cuộc không kích của Israel nhằm vào các khu vực gần bệnh viện Al-Shifa và Al-Quds của Gaza. Các tay súng Palestine đã đụng độ với lực lượng Israel ở khu vực biên giới phía đông thành phố Khan Yunis. Lực lượng Israel và Hamas dường như đang chiến đấu ở cự ly gần tại thành phố Gaza khi hàng nghìn thường dân di tản về phía nam để tránh bị mắc kẹt trong trung tâm của xung đột. Quân đội Israel cho biết quân đội của họ đã tiến vào trung tâm thành phố Gaza, pháo đài chính của Hamas và là thành phố lớn nhất ở vùng ven biển, trong khi nhóm Hồi giáo cho biết các chiến binh của họ đã gây tổn thất nặng nề. Đài CNN ngày 9 tháng 11 cho biết, mặc dù lực lượng quân đội Israel đã bao vây thành phố Gaza và tấn công các vị trí đường hầm của Hamas hơn một tháng qua, nhưng theo video mới được công bố, Israel không dễ ngăn chặn được các tay súng của lực lượng Hamas. CNN đã xác định vị trí một số cuộc đụng độ được ghi trong video của Hamas, trong đó có 3 địa điểm chính, trại tị nạn Asati, Atacha và Beit Hanoun. Các video được tung ra sau khi Israel bắt đầu chiến dịch trên bộ ở Gaza. Các cuộc đụng độ còn lại trong video mà CNN không thể xác định vị trí địa lý xảy ra trên những con phố chật chội hoặc những vùng trông rất giống những vùng nông thôn. Trước đó, cánh vũ trang của Hamas đã công bố một đoạn video cho thấy các trận chiến dữ dội trên đường phố bên cạnh các tòa nhà bị đánh bom ở thành phố Gaza. Theo các nguồn tin của Hamas do Iran hậu thuẫn và nhóm chiến binh Hồi giáo Jihad riêng biệt, xe tăng của Israel đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ các chiến binh Hamas sử dụng đường hầm dưới lòng đất để phục kích. Israel tấn công Gaza để đáp trả cuộc đột kích xuyên biên giới của Hamas vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10, trong đó các tay súng đã làm thiệt mạng 1.400 người, chủ yếu là dân thường và bắt khoảng 240 con tin, theo thống kê của Israel. Liên Hợp Quốc vừa thông báo một chuyến hàng vật tư y tế và thuốc men đã đến bệnh viện Al-Shifa ở phía bắc Dải Gaza vào ngày 8 tháng 11. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo rằng vẫn cần nhiều hàng viện trợ hơn nữa để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong khu vực.
giám đốc chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine UNRWA và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong một tuyên bố chung cho biết hàng viện trợ đã đến bệnh viện lớn nhất Gaza bất chấp những rủi ro lớn đe dọa các nhân viên và đối tác y tế của Liên Hợp Quốc do các cuộc bắn phá không ngừng. Họ nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là đợt cung cấp vật tư y tế thứ hai đến được bệnh viện Al-Shifa kể từ khi cuộc xung đột lần này giữa Israel và Hamas bùng phát cách đây hơn một tháng. Nhận thấy tình hình ở bệnh viện Al-Shifa là thảm khốc, các quan chức trên nhấn mạnh đợt hàng viện trợ mới nhất vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu to lớn ở giải Gaza. Các giường bệnh tại đây luôn trong tình trạng quá tải khi số người bị thương cần hỗ trợ y tế tăng lên mỗi giờ. Các bác sĩ buộc phải điều trị cho bệnh nhân trên hành lang, sàn nhà và thậm chí ngoài trời trong khi thuốc men và thuốc gây mê sắp cạn kiệt. Tờ The National UAE, sau mỗi cuộc chiến với Israel, Hamas dường như lại trở thành một thế lực nguy hiểm hơn. Cụ thể, hai bên đã xảy ra ít nhất 5 đợt xung đột vũ trang kể từ khi Israel rút khỏi Gaza vào năm 2006. Cho đến nay, Hamas vẫn nắm quyền kiểm soát vùng đất này và các thành viên nòng cốt của nhóm đều duy trì được khả năng chiến đấu. Mục tiêu của cuộc xâm lược Gaza được thảo luận nhiều dưới bất kỳ hình thức nào cuối cùng có thể diễn ra là tiêu diệt nhóm chiến binh Hamas được Đức, Liên minh châu Âu và Mỹ cùng các nước khác coi là tổ chức khủng bố. Cựu thành viên cơ quan tình báo quân sự Israel và hiện là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông và Châu Phi Moshe Dayan tại Đại học Tel Aviv, ông Michael Misdain cho biết không có giải pháp nào thay thế cho một cuộc tấn công trên bộ. Tuy nhiên có một câu hỏi vẫn tiếp tục xuất hiện. Gaza sẽ được cai trị như thế nào nếu Israel đạt được mục tiêu mong muốn khi Hamas hiện đang cai trị lãnh thổ? Người Israel chưa đưa ra câu trả lời chính thức nào cho câu hỏi này, cũng chưa rõ liệu có thể loại bỏ hoàn toàn Hamas hay không. Cho đến năm 2005, Israel đã kiểm soát quân sự giải Gaza và có khả năng nước này sẽ làm như vậy một lần nữa. Nhưng một bước đi như vậy cũng có thể kích động các cuộc tấn công quân sự mới. Ngoài ra, theo luật nhân đạo quốc tế, một thế lực chiếm đóng có trách nhiệm đối với người dân mà nó đang chiếm giữ. Israel cũng sẽ không thể tái chiếm giải Gaza trước sự phản đối của các đồng minh phương Tây, bao gồm cả Mỹ. Một động thái như vậy cũng sẽ tác động tiêu cực đến mối quan hệ của Israel với các quốc gia khác ở Trung Đông, những quốc gia mà Israel đang cố gắng bình thường hóa quan hệ. Kịch bản này sẽ đặt ra một thách thức khác. Israel sẽ phải tự phong tỏa khỏi giải Gaza nhiều hơn nữa. Một kịch bản khác là có sự quản lý quốc tế, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc được triển khai ở Gaza. Đây là điều mà tiến sĩ Miri Lesbert, học giả cấp cao tại Viện Vấn đề An ninh và Quốc tế Đức cho rằng khó xảy ra do có sự chia rẽ tại Hội đồng Bảo an. Các nước Ả Rập đã ủng hộ một kịch bản khác, khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình toàn diện giữa người Palestine và Israel. Trong chuyến thăm Brussels mới đây, quốc vương Jordan Abdullah đã kêu gọi bắt đầu công việc ở giai đoạn hậu chiến trên cơ sở giải pháp hai nhà nước. Bà Aseber cho biết kịch bản này sẽ là lý tưởng nhất nhưng khó đạt được. Bà đề xuất một cách tiếp cận từng bước, tranh thủ sự giúp đỡ từ Qatar, quốc gia Ả Rập có ảnh hưởng lớn nhất với Hamas và các cường quốc vùng vịnh khác. Cụ thể, tiến trình này sẽ bắt đầu với các thỏa thuận bền vững cho Gaza, sau đó là các vấn đề rộng hơn về Palestine, Israel. Vị tiến sĩ cho biết điều này sẽ bảo đảm an ninh cho cả người Israel và người Palestine ở Gaza, đồng thời ngăn chặn các luồng vũ khí buôn lậu qua Ai Cập tới tay Hamas. Gaza, nơi có 2,3 triệu người sinh sống, là một trong những khu vực đông dân nhất thế giới. Khu vực này gần như bị Israel bao quanh, trong đó Ai Cập kiểm soát lối vào khu vực này thông qua cửa khẩu biên giới Rafah ở bán đảo Sinai, mặc dù cần có sự chấp thuận của Israel với việc nhập cảnh từ Rafah. Chuyên gia nhận định rằng, để hàng hóa và con người có thể di chuyển tự do dưới sự hỗ trợ tài chính của các nước Ả Rập về cơ sở hạ tầng, thì sẽ giúp khôi phục lại trạng thái bình thường cho Gaza và giảm phụ thuộc viện trợ nhân đạo quốc tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!